Em chào tất cả bác. Hôm nay em quay video về đếm cái những cái mắt ngủ khi mà mình mua cây. Bởi vì như các bác cũng biết là khi mà mình mua cây á thì mình sẽ thường hay hỏi mắt ngủ. Nhưng như em thì em hay rất là khó để tính là nó còn mắt ngủ ngoài hay không. Thì như cái cây này là cái cây vị hoàng em tách ra em trồng ở đây. Thì nó cũng có nhiều cây khác. Hôm nay gần như ngày nào nhà em cũng tách, vừa tách bán vừa tách gửi cho khách. Thì và nhân giống thì cái lượng mắt ngủ của nó ấy, thì như bình thường em vẫn hay nói là nó có khoảng 4 đến 5 mắt ngủ ở ngoài. Nó có nghĩa là ngoài những cái lá chính thì nó có khoảng 4 đến 5 mắt ngủ ở trên một thân. Thì hôm nay em tách em rửa sạch cái cây ra như này á thì các bác nhìn nó sẽ rõ hơn. Thường thì mỗi một cái lá các bác nhá. Mỗi một cái lá thì nó sẽ là một mắt ngủ. Thì đây các bác nhìn thấy là nó có rất nhiều cái khấc này. Mỗi cái khấc này là một cái lá. Thường thì nó sẽ, bởi vì là khi mà nó ở dưới, khi nó đẻ ở dưới thì mình trồng bao giờ những cái phần ở dưới này, những cái mắt ngủ ở dưới này là nó cũng sẽ nảy đầu tiên. Và nó không nảy được, khi mà mình trồng chìm quá nó không nảy được, nó sẽ nảy những cái mắt ở trên. Còn khi mà mình trồng nổi thì là nó sẽ nảy từ dưới này lên, các bác nhá. Mình trồng nổi củ thì nó sẽ nảy từ dưới này lên. Thì như cái cây này là nó khoảng tầm, như cái mắt này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 mắt. 7-8 cái lá thì nó ra là khoảng 4-5 mắt. Thì khi mà mình tách ấy, khi các bác tách mà nó không bị xước những cái mắt ấy, thì kiểu gì nó cũng sẽ ra, nó còn mắt nó sẽ ra. Và thường là cái chu kỳ của nó, thường nó sẽ đẻ từ, có nghĩa là nó đẻ khi mình tách ra cái thân này là thân ở trong. Thì các bác tách ra thì nó sẽ, ví dụ nó sẽ đẻ ở cái thân chỗ cái tay em này, thì nó sẽ là cái mắt này, thì nó sẽ có xu hướng là sẽ đẻ lên trên. Nhưng còn ở dưới này thì nó sẽ không đẻ nữa, bởi vì ở dưới này nhiều khi là nó đã bị hỏng cái mắt của nó, bởi vì là những cái mắt ở dưới này là nó chìm trong giá thể và nó sẽ dễ bị những cái con sên hoặc những con bọ nó ăn. Là mắt ngủ ở những cái mắt dưới này thường là bị ăn hết các bác. Nhưng có một số cây là cái mắt nó chưa sưng á, nó chưa bị ăn á, thì sẽ rất là ok. Thế nên là các bác trồng, các bác cứ trồng nổi giá thể lên các bác nhé. Thì các bác thấy là gần như em trồng những cái chậu này gần như giá thể nó rất là nổi, nó ụ lên cao thì nó sẽ lộ được cái gốc, và lộ gốc thì cái củ nó sẽ rất là to. Củ nó to và nó sẽ đẻ từ dưới đẻ lên các bác. Thì khi mới tách thì thường là sẽ cắt hết những cái rễ hỏng đi và mình trồng những cái chậu mà nó kín các bác nhá. Trồng chậu kín này thì các bác nên trồng bằng vỏ thông. Còn những cái chậu nó thoáng thì các bác có thể trồng bằng bột dừa. Còn nếu chậu kín này các bác trồng bột dừa thì nó bí quá, nó ẩm quá không tốt. Còn cái chậu mà chậu nó thoáng như kiểu cái chậu bình dương, chậu treo này các bác, mà các bác trồng vỏ thông thì nó khô quá cây nó không tốt, thì mình lại phải tưới nhiều đấy. Thì phụ thuộc vào cách mình tưới thôi, cách mình chăm. Thì như những cái cây này nó khoảng 7-8 mắt thì nó tùy từng cây các bác. Đây như cây vị hoàng các bác thấy là nó rất là to, lá nó dài khoảng 1 mét, to khoảng tầm 5 cm rưỡi 6 cm đấy. Cây này rất là to, thì bản thân của nó là ở những cái mắt ở dưới này của nó thường nó hết rồi, xong nó sẽ đẻ lên trên các bác, nó mầm và hoa. Thì những cái cây nào mà nó ra hoa, như cây này nó ra hoa 2 lần á, thì là nó chỉ còn khoảng 2 mắt thôi. 2 mắt thì có nghĩa là nó sẽ nằm ở cái khúc này, cái khúc ở dưới ở một thân đấy, như những cái thân tơ như thế. Còn khi mà những cái mắt hoa này mà nó không để ra hoa á, thì nó sẽ ra cây, đại loại cứ có mắt là sẽ ra hoa của cây. Thì nó sẽ có những cái khấc, cái đốt này các bạn. Đây như cây vị hoàng nó cũng rất là to này các bạn, rất là to. Em tách ra em trồng nhân giống thì những cây to này, thì một cái mắt của nó, những cái bụi mà cây tơ này nó còn nhiều lá các bác, thì nó khó đếm. Đây như những cái củ già này, các bác nhìn những cái củ già này thì nó lộ hết ra những cái khấc này, những cái khấc này. Thì khi mà mình tách ấy, mình tách mà không làm cho những cái mắt này nó bị xước ấy, thì tỷ lệ lên mầm là vẫn có các bác nhé. Còn bình thường của nó thì khoảng 4-5 mắt ngủ, bình thường của nó có khoảng 4-5 mắt là đều, cây nào cũng như vậy. Sau đó thì nó sẽ đẻ, nó có xu hướng đẻ lên trên mà. Nó có xu hướng đẻ lên trên, nhưng có một số cây là nó cũng sẽ đẻ dưới. Ví dụ như cái cây này, đây là cây vị hoàng, cái này em mới tách nhé. Thì có thể là các như các bác mới tách ấy, thì các bác nhớ là để khô cái gốc, tránh bị thối các bác nhé. Để khô gốc khoảng 1 ngày, sau đó các bác trồng thì, hoặc các bác trồng lại cũng thế, cũng để khô 1 ngày, có nghĩa là nhổ ra, cắt tỉa 1 ngày, sau đó mình mới trồng. Mình trồng thì mình nên bới bộ gốc cho nó thoáng ra để cho nó đỡ bị thối. Còn đây như cái, các bác xem cái cây này nhá. Những cái cây này là cái cây mà nó đẻ ở trên nhưng mà nó đẻ ở dưới. Đây này,
các bác thấy này, thường là cái xu hướng của nó là nó sẽ đẻ lên trên các bác, có nghĩa là những cái mắt ở dưới này là nó không có này, nó sẽ đẻ lên trên trên cái mắt mà đã đẻ rồi. Nhưng mà như cái cây này các bác thấy này, nó đẻ ở trên rồi, bây giờ nó đẻ ở dưới, nó đẻ mắt dưới này, thì nghĩa là mắt trên hay mắt dưới thì là thường thì nó sẽ mắt trên này là trước là đẻ một thân rồi nhá, nhưng mà tách khéo nên là nó không bị xước cái mắt dưới này, nên là nó lại ra, nó lại ra mầm ở đây. Thì cái này thì như cái này thì khả năng là hoa rồi, hoặc là cây thì em chưa biết là tại bé quá, nhưng mà nó tròn này thì nó sẽ giống hoa. Như cái này là nó đẻ ở trên này, mắt ở trên này các bác, thì nếu như bình thường của nó theo cái những cái cây của nó thì nó sẽ đẻ lên trên, trên mắt này là phải đẻ sát cái lá này đúng không ạ. Nhưng mà cái này thì lần lúc em tách ra là nó ra hoa ở cái mắt trên này rồi, xong bây giờ nó lại ra ở cái mắt dưới này, dưới của cái mắt cũ, của cái mắt đẻ thân này. Đấy, thì cái mắt đẩy thân ở giữa này, và trước nó ra, khi em tách ra thì nó ra hoa ở cái mắt ở trên, sau nó ra hoa xong thì nó lại ra cái mắt ở dưới này, thì nó lại ra cái này khả năng là hoa hoặc cây thì chưa biết. Đấy, nhưng mà có nghĩa là khi mà các bác mà tách ấy, mà mình giữ được những cái mắt của nó như thế này ấy, có nghĩa là khi mà mình tách ở cái thân trên này này mà nó không ảnh hưởng cái mắt ở dưới ấy, thì có thể là nó vẫn lên mầm bình thường. Thế nên là các bác mà mua cây mà nó có những cây gọi là mắt ngủ ngoài ấy, nó rất là khó các bác, rất là khó tính, khó đếm được. Ví dụ đây như những cái cây đây, ví dụ như cái củ này rất là già này, củ này rất là già này các bác, củ này nó già rồi thì các bác nhìn nó sẽ dễ ở những cái mắt của nó. Đây này, nó có những cái mắt ở tận dưới này, các bác thấy không ạ, mắt dưới vẫn xanh luôn, mắt trên này thì khi mà nó còn cái vết này em mới tách này, củ già tách nhiều lần rồi, thì thường nó sẽ đẻ có nhu xu hướng của nó là đẻ lên trên. Nhưng mà thường thì nó cứ còn mắt nào thì là nó vẫn, mình giữ, mình tách khéo để cho nó không bị mất cái mắt ngủ này á, thì là nó vẫn đẻ bình thường các bác. Thì vẫn đẻ bình thường. Thì chỉ khi củ già này mình mới nhìn rõ những cái khớp của nó để mà mình biết là nó có bao nhiêu mắt ngủ. Chứ còn bình thường thì nó, như em thấy là mỗi cây của nó là đều có khoảng từ 4 mắt là bình quân là khoảng 4 mắt, và nó sẽ có cái xu hướng là đẻ lên trên các bác nhé, đẻ lên trên chứ nó không có đẻ thụt lùi như này đâu. Cái này trường hợp này là trường hợp cũng có nhưng mà ít hơn, bởi vì thường là ở dưới ấy, những cái mắt ở dưới khi mà mình đưa cái kéo xuống mình cắt ấy, thì những cái mắt ở dưới là nó dễ bị xước, nó bị xước cái mắt, hoặc là nó bị xước cái mắt thì nó sẽ không lên được, là một này. Cái thứ hai là những cái mắt mà ở dưới mà nó chìm trong giá thể như thế này ấy, thì là nó thường là những cái chậu nó sẽ có những cái sên hoặc những con vi khuẩn, thì nó sẽ ăn những cái mắt này, nó sẽ ăn những cái mắt ở dưới này trước, sau đó thì nó sẽ ăn lên trên, bởi vì những cái mắt ở dưới bao giờ nó cũng sẽ sưng trước mà, nó sưng để nó ra, như các bác biết là con sên rất là bé, nó chỉ ăn những cái mắt bé tí này thôi, nó sưng lên thì nó ăn những cái mắt bé này, mà cây nó không kịp vượt lên là nó sẽ ăn mất luôn, kiếm cũng bị ăn nhé, chứ không hẳn phi điệp. Kiếm hay phi điệp đều bị sên nó ăn mắt ngủ. Khi mà sưng lên là chuyện bình thường, bởi vì cái mắt khi nó mới sưng nó rất là nhỏ, nó nhỏ thì nó rất dễ bị ăn các bác. Thì như em thì em thấy là bình thường là mỗi một cái cây là nó có khoảng 4 đến 5 mắt ngủ. Còn khi mà cái việc mà mình tách khéo được những cái cây như thế này, những cái mắt dưới của nó mà mình đưa cái kéo, các bác đưa cái kéo xuống ấy, các bác cắt mà nó không bị xước cái mắt ngủ của nó thì nó vẫn lên được bình thường. Đấy, thì nhiều khi là những cái này nó còn quá, có nghĩa là mắt ngủ nó quá bé ấy, thì mình cũng gọi là hên xui thôi. Nó có những cây thì là mình có những cây thì là mình tách mà nó còn được như cái mắt này thì nó sẽ nảy bình thường, nó nảy thụt lùi, có nghĩa là nảy thụt ở cái thân trên. Đấy, còn nếu mà mình tách mà nó bị lỗi ở cái mắt dưới này thì nó phải đẻ lên trên thôi, nó có đẻ lên trên. Còn ở cái mắt dưới này của nó thì mình cắt là nó hay bị chạm vào nên nó hay bị hỏng. Đấy, thì còn một số các bác cứ hay hỏi có mắt ngủ không ấy, nhiều khi là nó là em gọi nó thân già, thân tơ thôi. Thân tơ thì bao giờ là nó cũng như này các bác, thân tơ là nó chưa đẻ bao giờ, thân tơ là chưa đẻ bao giờ thì là kiểu gì là nó cũng sẽ có đẻ, thường sẽ đẻ sừng trâu hoặc là đẻ một, thì tùy thể trạng từng cây, có cây nào khỏe thì nó đẻ hai luôn, cây nào không khỏe thì nó đẻ một, thì nó tùy từng cây các bác. Thì một số cây ví dụ như cái cây xanh huế, như cái cây xanh huế hay là cái cây phan trí hay những cái vị hoàng, hay những cây mà nó nhiều ấy, thì các bác có cái loại nào các bác tìm hiểu thêm,
Còn em thì em cứ thấy nó khoảng 4-5 mắt ngủ. Dù là cái cây Tiên Vũ hay Lô Hội hay cây nào thì nó cũng vậy thôi. 4-5 mắt ngủ là mình có thể thoải mái để mình lựa chọn. Thì như bên em hay bán á, là em sẽ bán là cái cây này nó đã đẻ mấy lần rồi. Ví dụ như là cái cây tơ này chưa đẻ lần nào. Cây này thì nó cây cái thân này là thân mẹ nó đã đẻ 2 lần này. Đấy. Thì có thể là ra hoa một lần là 3 này. Thì có thể là nó sẽ còn một mắt đúng luôn đây, còn một mắt đây. Đấy. Còn một mắt. Và chắc chắn là như vậy. Và nó có thể là còn những cái mắt khác. Còn những cái mắt khác thì em sẽ rất là khó để nhìn, bởi vì nó ung tùm này nhìn rất khó. Và nhỡ như về nó về nhà các bác mà cái mắt này nó bị sên ăn hoặc là nó bị xước mầm, nó không liền được mầm ấy, thì rất là ngại. Thế nên là các bác cứ yên tâm là khi mà mình mua cây về thì những cái thân già nó sẽ có những cái mắt ở trong nách lá này. Các bác nên đếm những cái lá tơ để mà mình có thể là chắc chắn nhất. Còn những cái mắt ở ngoài thì những cái củ dài, mắt ở ngoài nhiều khi nó là hên xui các bác. Bởi vì như bản thân em khi mà em tách cái cây này cũng không biết là cái mắt dưới của nó lại còn mà nó lại đẻ được. Không biết được các bác. Nhưng khi mình nuôi thì mình thấy là nó có những cái mắt dưới là nó vẫn đẻ bình thường. Còn đa phần là nó sẽ đẻ theo chiều lên trên. Nhưng cái này nó đẻ thụt xuống dưới. Có nghĩa là bởi vì là mình giữ được cái mắt ở dưới ấy, thì nó đẻ thụt xuống dưới thôi các bác. Thì các bác xem thêm, tham khảo thêm nhé. Các bác có cần tư vấn thì cứ liên hệ bên em để tư vấn thêm. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.